Đăng Hùng, số 6 Phạm Văn Đại, Đại Châu, số 10 Nguyễn Công Sự, số 31 Trần Đức Duy, số 9 Phạm Minh Thạch, số 94 Nguyễn Văn Toản và cuối cùng là số 99 Hiếu Sầu. Và vừa rồi thì trọng tài cũng đã nổi tiếng còi. Bắt đầu hiệp 1 trận bán kết giữa U22 MUVN, Văn Toản, Minh Thạch và Công Sự. Ai sẽ là người thực hiện? Văn Toản. Tuần 2 dứt điểm luôn. Như đó là cú sút đến từ cầu thủ Đức và Long. Và đây tiếp tục là Long. Không hề có bất kỳ một cái sự vội vàng nào. Nơi đôi chân của cầu thủ hai đội. Họ biết rằng tính chất của trận đấu này là vô cùng quan trọng. Và bất kỳ sai lầm nào cũng đều phải trả giá rất đắt. Cho nên là cái việc mà hai đội nhập cuộc gọi là dè dặt và cẩn thận là hoàn toàn dễ hiểu. Vừa rồi là pha dứt điểm đến từ U22 và MUVN. Rồi lên bóng, tương đối thoáng. Cánh phải. Suýt chút nữa thì đã khoan xuống thành công. Nhưng Văn Đức bên phía đội bóng áo xám đã cản phá ngay lập tức. Bóng sệt vẫn như thế nhưng mà vụt hụt. Hụt rồi. Và phản công rất nhanh. Tuấn cương quái lên rất cao. Bầu Minh bên phía U22 MUVN đang bảo anh em cần phải mở ra nữa. Bóng lên trực diện. Như vậy là không có tình huống đẩy sau mà là góc dành cho MU. Những cầu thủ hâm mộ câu lạc bộ Manchester United. Và gần đây thì Manu cũng đã có. Văn Đức ở phía cánh trái ra chân luôn. Và đây có thể coi là cú sút đầu tiên đến từ đội bóng U22 MUVN trong trận bán kết này. Hiệp 1. Khi mà thời gian đã điểm đến phút thứ 10 rồi. Và đó mới là tiếp tục là cương quái. Trẻ hợp lý. Không được. Vậy là cầu thủ Văn Toản lùi về rất nhanh hỗ trợ cho FC King. Và đây cơ. Sau cú sút của Văn Đức thì bây giờ là Công Sự với đôi 2-3 trả lời ngay. Khoan lên rất nhanh từ vùng giữa sân. Và vụt luôn. Nhưng bóng đi cao. Có phải nói cương quái đang là cầu thủ mà có kiềm kiểm soát bóng nhiều nhất bên phía U22 MUVN. Và kênh đang pressing khá rát. Ôi cẩn thận nào, có lỗi không? Không có lỗi, không vào. Không thể hiểu nổi với tình huống dứt điểm vừa rồi của tiền đạo bên phía kênh. Khi cương quái đã gần như tạo ra một món quà quê dành cho kênh rồi. Mà tại sao cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này lại đi vào mép lưới? Mình vẫn chưa hiểu. Ôi thì cũng dứt điểm mang lại rất nhiều. Không lấy mặt mà dường như sẽ treo à. Ôi không vào. Lại là Nam Sói. Và đó là sự giật mình đến từ Đức Duy. Không hiểu sao bóng chạm đầu gối của Nam Sói mà bay hiểm vậy. Đức Duy đã phải bay lên như chim để cản phá pha bóng vừa rồi. Tiếp tạo ra những tam giác giữa cây đinh ba ở khu vực tuyến dưới của FC King. Đại Châu cần phải đơn giản. Đức Duy trèo bóng lên cao. Và đây cối vẫn không vào. Tại sao vậy? 3 lần rồi. Vẫn là cầu thủ tấn công của FC King. Bây giờ là cầu thủ Mao số 10 Công Sự. Đỡ 1 và vụt bước 2 cũng rất. Văn Long sẽ là người thực hiện pha bóng này. Trèo bóng vào, như thế thì hơi khó quá. Nam Sói đã bay cả người lên. Đỡ bóng hụt, thôi rồi. Cối không vào. Bây giờ là sự xuất sắc đến từ cương quái. Quái đấy, không đơn giản đâu. Tự nhiên một sai lầm tiếp theo xảy ra nơi hàng phòng ngự của U22 MUVN. Nhưng cái tay trái của cương quái thế mà không ăn được. Nam Sói khoan vào hợp lý luôn này. Ui đưa ra tuyến hai thì lại không đến được với Văn Đức. Và đây Năng Hùng tiếp tục là Năng Hùng nhưng không vào. Cơ hội nguy hiểm tiếp theo của King.
những phút cuối ở hiệp 1 họ vùng lên có thể nói là rất nhanh và cũng rất dũng mãnh. Tình huống vụt của Nang Hùng thì nó hợp lý nhưng nó chưa đi vào khung thành của Cương Quái. Sụt luôn và Ta Lông đến từ Nam Sói. Tình huống bóng rất khó. Vẫn là Cương Quái. Bóng trực diện lên như vậy khó. Cơ hội. Công Sự không vào. Vẫn là đôi Hyper 3 đỏ chõi của Công Sự. Nhưng anh sút vẫn chưa đỏ như cái màu của đôi giày. Cơ hội nguy hiểm thứ 3 của FC King dành cho MUVN và đầu tiên của hiệp 2 này. Ta Lông trở lại. Không được. Không ổn dành cho U22 MUVN nhưng khó hiểu quá và ngay sau đó là cú sút đến từ Minh Thạch. Thủ môn Cương Quái lại một lần nữa. Bay người vặn sang một bên để cứu thua dành cho đội bóng của mình. Bị che mắt nhưng đến nhịp cuối cùng khe hở đã hiện ra và Cương Quái đưa bóng không qua nổi chiều cao rất ấn tượng của Đức Duy. Công Sự quá hay vẫn không vào. Đó là sự kết nối của Công Sự cũng như là Minh Thạch. Nhưng mà cầu thủ Mao số 9 vẫn như hiệp 1, anh vẫn chưa cho mình một cái duyên. Cái duyên hoặc là nói cách khác là vị thần may mắn vẫn chưa mỉm cười đối với đội áo đỏ. Và bây giờ cầu thủ số 14 bên phía đội bóng FC King cũng vào sân, đó là Vũ Anh. Rời sân sẽ là Minh Thạch luôn. Không đủ duyên dáng trong trận đấu này đến từ Minh Thạch. Bây giờ họ, đúng rồi, cần phải tìm kiếm những đường bóng triển khai dọc biên thì sẽ tránh được nguy hiểm ở đây. Khoan được, nhưng mà tình huống đưa bóng vào thì không, đã bị phá ra rồi. Tuyến 2, không vụt thì mất bóng. Vẫn rất gọi là oan tà là vằn trước khu vực vòng cấm của Đức Duy. Nhưng cuối cùng bóng đã về với tay của thủ môn này và đây, phạt bóng lên rất chính xác. Vào, không vào. Minh Thạch không may và Công Sự cũng như vậy luôn. Sau khi dứt điểm xong thì Công Sự bám vào mép lưới, vùng vằng một lúc, cay quá. Và ngay cả huấn luyện viên Tuấn Sport bên ngoài đường biên cũng không thể tin nổi. Anh liên tục đưa ra những lời cảm thán. Khó quá. Đá như thế thì đỡ làm sao. Rồi bóng xế. Không còn điều gì có thể ngăn cản FC King nữa rồi. Không thể khác được dành cho King. Nhà vua đã lên tiếng trong tình huống vừa rồi. Bài quá hay từ góc truyền ra và Công Sự. Hãy quan sát pha vô lê bóng sống của cầu thủ này. Hơi chậm một chút nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi. Bóng truyền ra và Công Sự cũng rất tỉnh. Đưa ngay ra cái gọi là mu chân phải của mình. Và 1-0 dành cho FC King. Không thể khác được, bàn thắng phải đến thôi. Người ta bảo quá tam ba bận, chia ra 4-5 lần rồi không ghi bàn được nữa thì làm gì có sách vở nào ghi lại được. Và đây, trời như Đức tỷ là HPL luôn. Phản công, rồi dứt điểm ngay. Rất tận dụng và tầm quan sát cũng rất rộng trong pha bóng vừa rồi đến từ ai đây, Năng Hùng. Đó là Năng Hùng. Nhận ra được rằng là Cương Quái đã dâng lên cao. Và Năng Hùng vùng chân ngay. Rất may mắn là Cương Quái đã có thể dùng những đầu ngón tay của mình cứu thua cho U22 và UVN. Treo bóng vào. Như vậy là Công Sự đứng xa hợp lý, đỡ gầm mượt. Và quả réo qua một người. Không vào. Đó là Công Sự. Sau khi có được bàn thì mong có được một bàn thắng cho FC King. Bây giờ Cương Quái đã lên hẳn trên vạch giữa sân, người ta gọi là qua sông. Ôi, thôi rồi, qua quê lần thứ hai. Goal! Tất cả những
những anh em ban huấn luyện và cầu thủ của Kinh đã phải lao cả vào sân trong vòng bóng vừa rồi, không thể khác được. Đối với đội bóng áo đỏ, niềm vui là đây chứ đâu, quà quê lần hai đến từ U22 MVN, và làm sao mà Kinh chê được nữa. Dứt điểm quả này mà không vào được thì đúng là tai nạn thực sự dành cho Kinh, không thể tin nổi luôn đấy. Và bây giờ thì chắc chắn rồi, các bạn hãy nhìn xem cảm xúc đến từ Kinh, cả cổ động viên nữ ở mé màn hình cũng đang chạy vào hừng hực. Cương quái, quánh đầu. Ôi thôi, bóng đi cao và cũng không chính xác, và khung thành của Cương quái đã bỏ đi rất xa. Cần phải tất tay thôi, còn bao nhiêu máu thì khô hết nào. AB hay, một người lên mà không lên, mình lại chuyển về bên trái, lại là Cương quái chuyển đổi được không, lại bị cắt rồi, nhưng mà vẫn là U22 mà UVN. Ui loằng quá, quá hoàn toàn là vằn, không nhìn thấy đâu, không vào, vẫn chưa được dành cho đội bóng áo xám quần xanh than. Gần thế rồi mà tại sao lại không vào? Đức Duy đã lao cả người ra như một tảng đá lù lù chứ không thật. Gọi là cầm tay chỉ việc trong từng đường bóng luôn. Anh Hoàng Cảnh GP thì vào giữ khách 2-0 em nghĩ đẹp rồi, vào chung kết là được mà. Lại là Đức Duy bắn luôn, quá cao, còn cào cào. Đó là cầu thủ mang đôi Vapo 15 màu vàng bên phía U22 màu VN. Còn vài phút nữa thôi, không chính xác là đã hết gọi thời gian. Cương quái tiếp tục vụt, vẫn là như thế. Đó là Đức Duy, cầu gôn bên này sút thì cầu bên gôn bên kia bay và bắt. Tiếp tục bắn phá, Cương quái bán rất ghê. Quả này Cương không sút mà Cương chuyền. Cẩn thận, lại quá quê nữa thì tôi. Thôi rồi Lượng ơi, vào rồi, và ngay lúc này thì trọng tài Anh Phương đã nổi hồi còi kết thúc trận. À chưa, vậy là trọng tài Anh Phương bảo với mình là chưa các bạn ạ. 3-0 dành cho FC Kinh. Quả quê cứ phát liên tùng tục thế này thì đội bạn không chê được. Nhàn quá, vui chơi giải trí lại có thưởng gì cho FC Kinh mới đau nhỉ. Thôi 3-0 rồi, đúng toại nguyện rồi cho một khán giả hâm mộ của FC Kinh. Nhận định trước khi tỷ số chạm đến con số 3 trong trận bán kết rồi. Cương quái, thật sự cái yếu tố quái của Cương trong trận này thì không thể hiện được. Rồi, lúc này thì không còn gì khác. Đội đầu tiên bước vào chung kết VFTV Summer Cup năm 2023 gọi tên FC Kinh.